cá này nó còn sống vậy là ăn nó độc. Tôi bung đi nè, cả cái tôm nó ngọt ngọt. Rồi trong nó có cái sỏ trong nó như là cái cây cơm của dừa khô mình đó. Nó ăn cũng được đó, nó béo lắm. Bởi vì thường thường là quấn áo này nè, người ta nói ủa bù phép nhiều quấn áo. Nói trời biết sao mấy em biết không, em là phụ nữ, em làm gì nào cho mà hôi rút xuống đây chứ đừng rút xuống kia. Cái mấy em cười. Chưa không có này nằm, chịu được. Rồi cái mùi đùi mình nó ướt nhẹp ha. Như là cưa này nè, biết không, bé cái khối này chứ bụi này nằm ngọt đó. Mỗi lần cưa cái mặt cưa vậy mắt nín thở á, cho nên nó hít vô á, hít vô nó không tốt. Cho nên lên nín thở rồi, rồi hồi cái đầu mình xong mình thở. Còn cái cao này.